Bạn muốn làm giàu? Lấy ngay Saver88.me. Hệ thống chất lẻ Momo uy tín, thanh toán tự động 5 giây. Tắt 1 ăn 2,5, tỷ lệ ăn cao nhất thị trường. Đường link mình để dưới phần mô tả nha. Dâu, bà con sâu. Chào mừng năm sau anh em quay trở lại cùng mẹ Amizi trong C bình luận PKL Server. Và đây là Kentalo đến từ Server Quy Quỳ nha. Chúng ta cùng đến với chế độ 100% độc chiêu anh em ơi. Đừng quên 30 giờ ngày, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em yêu quý mình thì có thể like, subscribe kênh đều vào YouTube để theo dõi những thế giờ gì nhỉ? Để theo dõi những thông tin mới nhất đến từ thế giới cao em. Và quay trở lại với Kentalo, chúng ta sẽ cùng đến với game đấu đầu tiên nào. Ramon, có lẽ cũng sẽ là một con hàng tốt. Tiếp theo chúng ta có Hèn. Elizabeth hay là Iori nhỉ? Iori cào bao giờ chết Elizabeth nhỉ? Một ưu tiên tanh nhỉ anh em. Ưu tiên tanh cái đã. Yori Bonit. Bên thì hai đam, bên thì hai tành. Chúa tôi. Cào đây, thế mùa là mình còn mùa xuân nữa anh nhỉ. Cào thế này là mình còn mùa xuân nữa. Ai cho em mùa xuân. Mùa xuân đây ước vọng. Ai cho em mùa xuân. Mùa xuân đời ước vọng. Này chắc mình sai rồi. Chắc tôi sai rồi. Này chống gì anh em? Đi bọi à? Cứu cái game này rồi. Ai cứu được tôi cái game này đây. Ngất thì nhờ. Mẹ, nó tốt ngất trước. Nó đốt mình còn ngất trước khi mình đốt nó rồi nhờ. Vãi thật. Lửa yêu đi, nó chất lượng hơn lửa của ngôi sai trì này. Khó thật sự dành cho Kentalo. Mưa xa như hết hồi sinh thì sao nhỉ? Hai lần đấy sao? Đốt cho con hẻo hay gì? Có
thôi, quên cả người ở đây biết rồi. Quên thua nhờ bạn. What the hell? Em xin giơ tay rút lui thôi. Chúng ta bây giờ ở đây. Trách ai bây giờ đây? Ôi sao? Ôi quý tình em ạ, ngoan cố để làm cái gì? Ngoan cố để làm cái gì anh em ơi? Không trụ được đúng không? Và chính ra Elizabeth cũng không ăn được Iori. Mà mình nghĩ là phải đi pick con Elizabeth vậy trời. Muka của server 610 sẽ đối thủ tiếp theo game đấu này. Single, một sự lựa chọn theo tôi nghĩ là sáng sơ xuất. Ramon. Tiếp theo chúng ta có Leo Dị. Atkinson. Thì khi lấy một cai nó lấy ác đi nhỉ. Sai tí, ra một cái Yori Dị. Sai kỳ lại còn Yori Dị. Mình có con bỏ mẹ nó nhỉ? Xui nè. Không ăn thua anh em ạ. Ôi giờ chưa kể Saki gọi đánh còn đá nữa chứ để thua bỏ mà. Vậy là không ổn. Chúng ta cảm giác không ổn rồi. Anh gì gì ơi, các em được không nè? Chúng ta đam và thật lực. Chúng ta đam và thật lực thôi. Ủa sao vậy? Vậy là sai kỳ. Chúng ta phải giết nó thôi. Thôi. Vậy là sai kỳ. Chúng ta phải giết nó thôi. Cật lực mới giết được con sai kỳ. Làm sợ thật. Cật lực mới xùi được con sai kỳ nha. Hồi sinh hết vẹo. Hết vẹo thật. Mẹ con yêu đi. Thua rồi. Để bị giảm nộ ấy nhờ. Mẹ không phải thua phải đam. Mà thua phải giảm nộ ấy. Chịu rồi. Bó tay. Rồi quý thêm tập nữa anh em ạ. Mẹ
để con nào sống ở đấy mình cũng khổ đúng không? Để con Yuri sống cũng khổ, để con Saiki sống cũng khổ. Cất lực với giết nổi con Saiki bong hai ghê. Cố đến liền đấu tiếp theo nào. K phẩy của xe vào 751 Krauser, thêm một võ sĩ giảm độ nữa. Mô Mai và Nam Lét Hắc Bách Công Tử. Chú no sinh gồ chú tử. Này sức nào chống được anh em. Bằng nằm lét vào cầu trời cô Phật mẹ con đi sang phây mình có đứa đò. Cắm lợn rồi. Hay quá mẹ, nó vẫn nghe lời mình như vậy. Hay quá, mày quá, nó vẫn nghe lời anh em ạ. Mày quá thằng Jun, nó vẫn nghe lời mình, nó đá vào đấy ạ. Đá vào đấy chắc giờ mình đang khóc. Mày quá mong nét ở đấy lửa ấy. Mẹ ơi, kinh thật kìa. Tớ sẽ không được. Ui ôi mày thế nhờ. Mẹ. Một phút may mắn đấy nghe ạ. Chỉ là một giây nữa thôi. Một hai giây rồi. Một hai ba rồi. Thì ai con mắt. Con mai đẻo đây. Mai đẻo đây. Nào, nào, nào. Cuối cùng thì quá ta ba bận. Ở game đấu số 3 này chúng ta đã biết được mùi chiến thắng rồi, cũng đến với game đấu số 4 nào. Tỷ số đang là 1-2. Game đấu số 4. Rugal không ai UM của server 697. Angle. Yori. Vanet. Mẹ giáp cho vui. Choi à, ưng ngon. Này nên sẽ áp lực. Nộ là gì ạ? À? Bao giảm nộ này, nộ ở đâu mà chơi game này. I love you. Come on! Double strike!
Úi ôi, thôi. Hỏng rồi, mất giáp rồi, đánh lão rồi. Lão mất giáp rồi. Láo quá đấy. Ai thì bạn có kinh đá giảm nộ ạ. Vãi thật. Đã giảm nộ mua gió. Sai ở đâu rồi? Lại sai ở đâu rồi? Lại sai ở đâu rồi? Mẹ mẹ, trời nấy về thì con nộ thôi. Chịu rồi. Chịu rồi. Úi rồi, mẹ nó cho run vào cái liễu tròi à? Ui đồ ui đá kìa. Rồi, bong. À, vừa gỡ được một game lại bong thêm game nữa anh em. Sai quá nhở, mất con giáp nhịp kia sai thật. Mất con giáp nhịp kia sai quá. Cũng đến với single của xe 191. Mất con giáp nhịp kia sai quá. Được rồi, thôi giữ lại con giáp này anh em nhé. Mất con giáp nọ chúng ta còn con giáp kia rồi. À, mất kỳ cù nó sáng tập đồng hồ. Chống nào được ra. Lấy gì ra chống nhỉ? Come on. Break.
Nó gì sẽ chống lên thấm ở đâu vậy trời? Ngoài quá. Ngoài quá đi, thôi em đây biết làm thế nào để đành được đấy anh trai trai ơi. Come on. Ai cứu nữa? Vãi nhè mẹ. Leo hẹo thì ai cứu nữa? Bất lực rồi. Come on. Ôi, chịu. Ok, quýt rồi. Và clip này mình cũng xin phép tạm dừng lại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhá. See you again.